chúng ta không chỉ dừng lại ở lời nói mà phải bằng những việc làm cụ thể. Vâng, chính bằng những việc làm cụ thể của tôi, bạn và tất cả mọi người trong xã hội, chúng ta không thể thờ ơ, thiếu trách nhiệm khi nói tai nạn giao thông là bất ngờ, là rủi ro, là do khách quan. Theo em thì tai nạn giao thông không có thể tránh được nếu như mỗi một chúng ta đều có ý thức tham gia giao thông. Các biển báo, biển chỉ dẫn có ngay trước mắt ta, nào là nguy hiểm, công trường, trường học, vân vân, và một số điều cấm đối với mọi người khi tham gia giao thông. Tai nạn có thể xảy ra lúc nào, ở đâu, bởi thói quen đi lại lộn xộn, bừa bãi, tự do, mảnh ai nấy đi. Các bạn nghĩ sao khi những nạn nhân là những học sinh, còn mang trong mình bao nhiêu ước mơ, hoài bão? Bạn nghĩ gì khi phải chứng kiến những người mẹ, người bạn đau đớn, vật vã trong cái chết trong tâm của đứa con thân yêu, người bạn thân thiết đã chia ngọt xẻ bùi? Bạn nghĩ gì khi những đứa trẻ ngây thơ, ngơ ngác nhìn người mẹ của nó ra đi khi thân thể không còn nguyên vẹn? Những người bị chấn thương sọ não, phải sống đời sống thực vật, để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bạn nghĩ gì khi những con người thơ mộng, đẹp đẽ bị nhuốm đỏ bởi sự vô trách nhiệm của người cầm lái, mang những cái tên hùng đường như ngã ba tử thần, điểm đen giao thông, cầu ma? Để phòng tránh tai nạn xảy ra, cả nước nói chung, huyện Quỳ Hợp nói riêng đã tổ chức cuộc thi về an toàn giao thông cho mọi lứa tuổi, từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đặc biệt vào mỗi năm dịp khai giảng năm học mới, 100% số trường trong huyện đều tham gia ký cam kết thực hiện luật an toàn giao thông, gắn khẩu hiệu tuyên truyền xử phạt những hành vi vi phạm an toàn giao thông. Các bạn à, hàng ngày chúng ta đi học hay đi chơi, trên các con đường chúng ta đi, xe cộ qua lại tấp nập, thật là nguy hiểm. Nếu như chúng ta không biết cách đi đường cho đúng thì thật dễ xảy ra tai nạn và gây tai nạn cho người khác. Điều đó thật đáng tiếc vì nó sẽ đem lại bất hạnh cho bản thân hoặc cho những người khác. Là học sinh trung học cơ sở, chúng ta cần làm gì để đảm bảo an toàn giao thông? Theo mình, học sinh trung học cơ sở, chúng ta không nên đi xe đạp, xe máy điện, giờ hàng ngang, hàng 2, hàng 3, không chở quá 2 người, luôn đi về phía tay phải theo hướng đi của mình. Thẻ xe hoặc đo nhờ quá nhiều người thì đi chuyển khác, và nhớ nhắc nhở mọi người nghe theo. Không chăn thả trâu bò, đá bóng trên đường thì sẽ gây tai nạn cho người khác. Nhớ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Khi đi trên đường phố hay gặp biển báo stop thì nhớ dừng lại nhé. Đặc biệt phải học đầy đủ luật an toàn giao thông và ghi nhớ các biển báo. Đồng thời, mỗi một chúng ta phải là những thành viên tuyên truyền viên tích cực về an toàn giao thông tại gia đình, cộng đồng và nhà trường để giảm thiểu tai nạn giao thông. Đã đến lúc chúng ta cần rung lên hồi chuông cảnh tỉnh tới tất cả mọi người về thảm họa, một bóng ma ám ảnh cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và cộng đồng. Để mỗi ngày trôi qua, chúng ta không phải chào đón những ngày mới bằng những bản tin về những tai nạn thương tâm. Để người thân của chúng ta mỗi khi đi công tác xa, những người thân yêu ở nhà không phải thấp thỏm lo âu, vì từ thần đang rình rập trên mọi con đường, cuộc sống. Để thực hiện được điều đó, còn tùy thuộc vào tôi, bạn và tất cả chúng ta. Hãy chung tay vì một thế giới không còn tai nạn giao thông. An toàn giao thông bắt đầu từ chính bạn. Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các